Phong Đình Giót. Đường Phong Đình Giót đó là tại chợ Nông Hồ. Bên đây có gì cái thương gì không? Có trái gì à? Chở gì à? À Phong Đình Giót ở chợ Nấm U. Rồi tôi đi con đường này, tôi đi quanh những cái khu chợ Nấm U. Khu chợ Nấm U thì chúng ta có bằng xe. Đấy. Đường Phong Đình Giót. Tôi đã đi trên sàn có bằng qua 3 lần rồi, mà đi bằng xe máy nè. Rồi tôi tiến hành đi bằng xe đạp đây sân Thị Mộc chợ Nấm Ô, nhưng mà của Sơn Thiều nè, nó nằm trong cái đất Sơn Thiều. Nấm Ô nó nằm bên kia trên đường Nguyễn Tất Thành. Sương Thiều, tên chợ là chợ Nấm Ô. Đây là chợ Nấm Ô. Dân cư Sơn Thiều đường chính là đường Phong Đình Giót, bên kia là có một đường Nguyễn Tất Thành. Gặp tôi đi nha, những con đường ngang Sơn Thiều 1, Sơn Thiều 2, Sơn Thiều 3, Sơn Thiều 4, khu dân cư Sơn Thiều đấy. Nam nè, Nam phim này, đây được chính là được con chết này. Sơn Thiều 11, chắc có 11 Sơn Thiều đấy.
1. Lê Anh Xuân à? Đây, đây là con Lê Xuân đây. À,
trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân. Xuân Thiềm 15. Trần Bích Sơn là con đường chạy những giữa. Đây, Xuân Thiềm 3. Xuân Thiềm 3 bây giờ Xuân Thiềm 4 là các khu chợ. Kia là Trần Bích Sơn, cái này là đường Phan Đình Giấu, rồi bên ngoài cùng nữa là Tất Thành nè. Đây là những Xuân Thiều này, cái máy Xuân Thiều 2. Rồi cái là Xuân Thiều 1 nữa là hết. Xuân Thiều 2
lịch thứ 11 là nó nằm ở nhà chung cư. Đấy, chung cư. Bạn thấy chung cư không? Đó. Chung cư. Cư nấm ô, cư anh Xuân Thiệp. Ra đường Nguyễn Tất Thành đột khúc nữa kết thúc video các bạn nha. Đây, vừa rồi là cái khu dân cư Xuân Thiệu, có con đường Xuân Thiệu 1 đến Xuân Thiệu 17, 18 vậy đây. Rồi chợ Nấm Ô nằm bên trong khu dân cư Xuân Thiệu, chợ Nấm Ô, rồi khu chung cư Xuân Thiệu. Đây cái khu chung cư Xuân Thiệu các bạn. Đây là còn cái này là sân sân bóng đá mini. Đấy khu dân khu chung cư này. Khu dân cư Xuân Thiệu này. Đấy, được chưa? Sơn màu cơm cơm. Sơn màu cơm. Sân bóng đá. Sân bóng đá mini. Và thấp đời.
các bạn thấy đẹp không? Chùa quá đẹp luôn. Rồi. Chúng ta đường Nguyễn Tất Thành tới ra cái cầu à. Cầu gì? Cầu đi bộ, cầu vượt bộ Nguyễn Tất Thành Mikasuki. Là kết thúc video các bạn. Đây. Đây là đường Nguyễn Tất Thành. Đây là Xuân Thiều 2 này. Đây là đường Nguyễn Tất Thành. Ôi. Xem cái video mà tôi đọc nè, tôi đợi mũ mà tôi đưa camera lên những cái mũ á, lại video mà video này thì cái mùa nên quay kiểu đội mũ hay là gắn xe, bạn thấy thế nào? Cái mùa đẹp hơn nè, bình luận nha, các bạn bình luận để tôi thực hiện tiếp những video sau. Video này là video gắn đi xe đây. Video gắn xe là những video đăng ngày hôm nay. Còn video gắn mũ là những video trước. Những video ngày 10 trở về trước đó, là video gắn sau. Gắn xe. Video của tôi đến đây kết thúc các bạn. Hẹn các bạn video sau. Chào các bạn.